hai con. Ai mà thích bắt một cái con chó khôn, con chó cọc khôn thì có thể tham khảo hai em này, trong nhà thì tuyệt vời luôn. Đây con báo này thì nó rất là to, khoảng tầm 24-25 cân. Khi mà ban đầu mà mua nó về là nó màu trắng như là người ở chân kìa, nó cùng một màu như thế. Bây giờ nó về là nó đổi lông rồi, nó ra là khoang vàng vàng ở trên nền trắng đó. Còn hai con này là đều là con chó bản. Tên này thì là bắt nó về, tên này thì là bắt nó về từ lúc nó còn nhỏ. Hai con. Dắt dây thì ok, chứ còn xích tại chỗ là thanh niên này không đồng ý. Lùi lại một tí. Nằm thư giãn ngay. Lần này thì hơi căng thẳng. Đó, có hai thằng này có thể nhường. Ai thích thằng này thì lưỡi đen hết này. Nhưng thằng này thì nó có cái là không xích nó bao giờ cả. Cho nên là về là sẽ phải xích nó để cho nó quen đấy. Vì mình nuôi mình cho nó ở chuồng. Và thả là thả tự do. Ở trong nhà, đóng cổng là thả từ bé. Nó không có xích bao giờ. Còn thằng này thì ở trên bản là người ta xích nó rồi. Thành ra nó chịu xích nữa. Con này thì vàng đẹp, lưỡi là lưỡi thép luôn, cũng về cái người thì cũng không phải là quá to nhưng mà cũng tương đối là to con. Mặt mũi đẹp, có cái tai thì mình không có dán y nguyên đấy. Đó, nhìn cái tai đấy ơi. Xích rồi. Chó của nhà mà sợ cái gì? Sợ gì? Chó của nhà nó biết ai là người nhà. Nó đi qua đi lại nó biết hết rồi. Nó đang rít nó chào ấy. Chứ nếu mà nó mà có người lạ thì nó sủa từ đằng xa rồi. Này thì mặt mũi là đẹp, lưỡi thép luôn. Nhưng thằng này nó có cái là cái tai của nó không dựng hẳn. Đó, thằng này là cái điểm kém của nó là cái tai nó không dựng hẳn. Đẹp, người ngậu rất đẹp, cọc đẹp. Thằng này tai cũng không dựng hẳn. Thằng này là bắt ở trên bản. Bắt trên bản nó lớn rồi. Thằng này bực mỗi cái là cái người của nó là thành khoang. Nó thành khoang vàng trắng. Ban đầu bắt của nó là nó trắng hết. Ban đầu bắt là bắt tính bắt con trắng. Thằng này thì cái điểm yếu của nó là cái tai. Cái tai của nó khá là mỏng. Cái người của nó thì rất là tốt đấy. Cũng to con. Nhưng mà
cái tai của nó thì nó hơi mỏng và tai của nó không cứng, nó không có cứng hết. Mặt mũi thì cũng được. Thằng này thì khoảng 2 tuổi rồi. To lắm đấy nhá, nó to lắm, to con lắm. Thằng được ngon này thì lông tốt. Lông tốt, lưỡi tốt. Lưỡi rực. Cái tai thì cũng không căng. Đó, nhìn cái tai của nó. Tai nó không dựng thẳng lên. Và đây là mình chưa có nẹp niếc, chả nẹp niếc gì cả, để nó tự nhiên đấy. Từ bé lớn lên thế nào là cứ thế, là cho nó lớn lên thôi. Muốn kiểm tra xem nó như thế nào. À, ok không? Mặt mũi nhìn ok à? Thằng báo cái thì nó to con hơn. Hai thằng này thì có thể nhường nha. Đây, trong nhà. Nhà cực kỳ tốt luôn. Hai thằng nó đứng trong cổng.